Cũng trong chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đơn vị quận Hải Châu tổ chức đoàn khảo sát, kiểm tra thực tế hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường trên địa bàn quận. Theo đó, đoàn khảo sát đã kiểm tra thực tế đường Hoàng Diệu, đoạn hai phường Nam Dương, Bình Hiên, đường Ông Ích Khiêm, đoạn chợ Cồn, Lê Duẩn và khu vực Trương Chí Cương, Nguyễn Hanh, Lê Anh Xuân là rốn lỗ thuộc phường Hòa Cường Nam. Hiện trạng các khu vực này là hạ tầng cống thoát nước được xây dựng từ nhiều năm đã xuống cấp, không đủ sức tải nước thải hàng ngày từ các tuyến nhánh đổ về. Khi có mưa lớn, nước thoát rất chậm, không có cửa thu nước dọc tuyến và hệ thống thoát nước giữa các tuyến đường không đồng bộ, khu vực thấp trũng. Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu cũng đã chỉ đạo triển khai nạo vét, khơi thông cống thoát nước. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu ghi nhận những ý kiến trong quá trình kiểm tra thực tế và trong buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân quận, đồng thời sẽ tổng hợp đề xuất thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nghiên cứu các giải pháp căn cơ để giải quyết triệt để tình trạng ngập nước.